Chào các bạn, tôi là Cúc, giám đốc của Cúc Gallery tại phòng tranh Cúc tại Hà Nội, Việt Nam. Và hôm nay rất là vui mừng có mặt tại đây được chia sẻ một chút về những cái kinh nghiệm trong quá trình làm việc của tôi và các bạn, để giúp các bạn có thể sáng tác được những tác phẩm hay ho và có giá trị về mặt ý tưởng, tư duy. Thứ nhất là Doodle Art, nghệ thuật Doodle thì là một hình thức nghệ thuật đang rất là phát triển. Và tôi nghĩ rằng là bất cứ ai mà khi mà vào trang Google, chúng ta nhìn thấy cái logo của Google thì đều thấy những cái gì đặc biệt là hay Google hay có những cái hình ảnh rất là đặc biệt về logo của mình, và những cái hình ảnh đấy thường là tạo một cái nét vẽ rất là nguệch ngoạc, trông thì có vẻ nguệch ngoạc hoặc là rất là freestyle, free spirited. Thì đấy chính là doodle art. Doodle art là có nghĩa doodle trong tiếng Anh thì có nghĩa là những cái nét vẽ nguệch ngoạc, nhưng mà thực ra thì doodle art thì nó không hoàn toàn là nguệch ngoạc như thế, mà nhiều khi nó còn là các bạn phải có những cái ý tưởng và phải có mục đích khi mà đặt cái mục tiêu của mình vào trong cái nét vẽ đó. Một trong những cái đặc điểm rất là đặc biệt của doodle art đó là hoàn toàn không có một cái ranh giới, không có cái quy định ngặt nghèo nào về phong cách đó, mà bạn hoàn toàn được thả lỏng, hoàn toàn được tự do khi sáng tác. Và với cái cuộc thi này tôi thấy cái chủ đề sẽ khá hay. Chủ đề là về The World We Need, tức là thế giới mới, thế giới thay đổi, thế giới được tái tạo lại. Và thì các bạn, tôi nghĩ với một khi mà tôi làm việc với nghệ sĩ thì một trong những bước đầu tiên để bắt đầu làm tác phẩm, chúng ta cứ coi như đây cuộc thi sáng tác này là các bạn đều đang sáng tác tác phẩm, chúng ta đều là người nghệ sĩ, thì chúng ta đều phải có một cái hình dung trong đầu là tác phẩm đó chúng ta muốn như thế nào. Và với cái chủ đề cuộc thi là thế giới mới lần này thì các bạn hãy định nghĩa, đầu tiên là sẽ phải định nghĩa xem thế giới mới đối với mỗi một bạn nó là như thế nào. Thế giới mới đấy nó khác với thế giới cũ hay là nó giống hay vẫn còn những gì khác, một cái định nghĩa mà chỉ có bản thân bạn có và một cái góc nhìn mà chỉ riêng bạn hình dung. Bạn hãy ngồi viết ra tất cả những cái suy nghĩ đó của mình về thế giới mới, và sau đó cái ý tưởng, những cái định nghĩa đó, những cái concept đó mà chúng tôi gọi là concept trong tiếng Anh ấy, thì các bạn sẽ suy nghĩ xem là nó sẽ được thể hiện ra dưới góc độ nghệ thuật, mà ở đây là tác phẩm, như thế nào, nó là màu sắc, nó là hình ảnh, nó là sử dụng những ngôn ngữ nghệ thuật. Các bạn sẽ thể hiện nó ra làm sao ở trong cái lục bàn, và ở đây chúng ta có một cái giới hạn, đó là chúng ta thể hiện nó cùng với cái logo của Ivy Global School. Vì vậy nên là các bạn sẽ phải cùng dùng cái ý tưởng của mình, dùng màu sắc, hình ảnh để kết hợp với logo của trường để tạo nên một cái tác phẩm hoàn chỉnh. Thì tất cả những cái mà tôi đang nói đây nó chính là creative process, nhưng mà các bạn cũng đừng bị giới hạn bởi những cái quy định đó, bởi vì nó chỉ như là một cái kim chỉ nam cho chúng ta thôi, và chúng ta được hoàn toàn toàn quyền tự do khi mà thể hiện tất cả những cái ý tưởng đấy. Và tôi biết là ban tổ chức cuộc thi là sẽ cho phép chúng ta sử dụng rất là nhiều công cụ và cũng không có giới hạn trong các công cụ thể hiện, ví dụ như là dùng Paint, những cái app ở trên kỹ thuật số, ví dụ như là Paint, Photoshop, nếu bạn nào có thể sử dụng. Ngoài ra có thể vẽ tay. Và tôi cũng khuyến khích là các bạn không nhất thiết phải sử dụng chỉ duy nhất mỗi hình thức 2D, đó là những trên mặt phẳng, trên giấy, trên vẽ, mà các bạn có thể nghĩ ra kể cả những cái tác phẩm mà dùng bằng đất nặn hoặc là bằng giấy, các bạn có thể cắt ghép collage, làm tác phẩm cắt dán collage, hoặc ngay cả dùng tất cả những cái đồ vật mà xung quanh bạn có thể khiến cho bạn hào hứng để làm tác phẩm. Và bạn có thể tìm tất cả những cái đồ dùng, cái tư chất liệu để bạn làm những tác phẩm ở trong cuộc sống,
của mình hàng ngày, ví dụ như là làm ngay cả những cái đồ vật trong nhà bếp, ví dụ như là giấy bạc mà các bạn hay dùng để quay lò vi sóng vân vân, có rất nhiều thứ mà tôi muốn là các bạn không bị giới hạn bởi tất cả những cái ở đó, mà có thể tìm tòi sự sáng tạo của mình trong chất liệu và trong cách thể hiện. Và khi mà bạn làm, bạn đạt được đến cả quá trình như vậy thì các bạn đã trở thành một nghệ sĩ nhỏ, bởi vì bạn đã hoàn thành cái bước gọi là creative process, và đấy rất là quan trọng trong nghệ thuật. Thực ra tôi thấy cuộc thi này cũng khá là thú vị ở chỗ là các bạn sẽ làm việc theo nhóm. Vậy thì một nhóm thì chúng ta sẽ phải có rất là nhiều vai trò, ai là trưởng nhóm để đưa ra tất cả các quyết định cuối cùng, ai là người phụ trách về lên concept, ai là hay cả nhóm sẽ cùng lên concept với nhau, tất cả những cái rồi là người ai sẽ là phụ trách về mạng gọi là thực hiện hóa nó. Đây là tôi ví dụ thì mỗi một nhóm thì các bạn sẽ phải phân vai nhau ra, và cái đấy là cái quan trọng nhất để đến khi các công việc cụ thể thì chúng ta sẽ được trơn tru. Và quan trọng hơn nữa là cái vai trò của trưởng nhóm rất là quyết định, bởi vì bạn ấy sẽ là cái người đưa ra quyết định cuối cùng, hoặc là có thể theo cách là consensus, là chúng ta rất là democratic, là rồi số đông quyết định. Nhưng mà với kinh nghiệm của tôi thì làm việc theo nhóm thì vẫn nên có một người làm vị trí trưởng nhóm. Ngoài ra thì làm việc theo nhóm chúng ta sẽ phải để mà đạt được cái mục tiêu cho cả nhóm làm được tác phẩm, thì nhiều khi chúng ta cũng phải tháo bớt cái tôi cá nhân đi một chút và cùng làm việc để mà đạt được cái mục đích cao nhất, kết quả tốt nhất cho cái tác phẩm của mình. Tôi là một trong năm giám khảo. Trong năm giám khảo thì với cái tiêu chí cá nhân tôi khi mà xem một tác phẩm ấy, thì điều quan trọng nhất là có 3 tiêu chí. Thứ nhất đó là ý tưởng tác phẩm. Thứ hai đó là về độ sáng tạo của tác phẩm. Và thứ ba là khả năng hoàn thiện tác phẩm. Thì ý tưởng tác phẩm ở đây thì chúng ta có chủ đề, nhưng mà cách bạn translate, interpret cái ý tưởng đó ra theo định nghĩa của các bạn, theo sự tưởng tượng của các bạn, nó là cái gì cụ thể, thì các bạn cần phải thể hiện điều đó, và càng sáng tạo, càng đặc biệt, mà nhiều khi cực kỳ straightforward càng tốt. Cái thứ hai, bạn hai là về tiêu chí về khả năng sáng tạo. Khả năng sáng tạo ở đây tôi đánh giá cao, đó là các bạn hãy làm cho tôi bất ngờ, tức là không phải chỉ là về có thể là về chất liệu, về hình, những cái hình vẽ của các bạn có những cái sáng tạo gì ở trong đó, không phải là copy bắt chước, mà là một cái gì đấy nó rất là authentic từ bản thân mình, thì cái đấy cũng rất là quan trọng. Và tiêu chí thứ ba đó là khả năng hoàn thiện tác phẩm, đó là bạn đã cố hết sức để mà hoàn thiện tác phẩm đến mức tốt nhất có thể chưa. Và cái điều đấy nó sẽ thể hiện ở trong việc khi mà chúng tôi được xem tác phẩm. Thì đó là 3 tiêu chí mà tôi muốn được nhìn thấy trong một tác phẩm hoàn chỉnh. Cuối cùng thì tôi sẽ chúc các bạn sẽ có nhiều niềm vui khi trong cái hành trình sáng tác tác phẩm này. Quan trọng cũng phải là việc thành quan trọng. Tuy nhiên là thành giải rất là tốt rồi, nhưng mà cũng nên enjoy khi mà tham gia việc sáng tác, bởi vì nó là một quá trình cực kỳ tự do và cực kỳ nhiều thích thú, và các bạn sẽ enjoy nó.